này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa đối với nhãn xứ chẳng khỏi ý tưởng chẳng nghĩ bàn đối với Nhi tĩ thể thân ý xứ chẳng khỏi ý tưởng chẳng nghĩ bàn thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa đối với sắc xứ chẳng khỏi ý tưởng chẳng nghĩ bàn đối với thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khỏi ý tưởng chẳng nghĩ bàn thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa, đối với nhãn giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa đối với nhĩ giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn đối với thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa đối với tĩ giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn đối với hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa, đối với thiệt giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, đối với vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa đối với thân giới chẳng khỏi ý tưởng chẳng nghĩ bàn đối với xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng khỏi ý tưởng chẳng nghĩ bàn thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa đối với ý giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn đối với pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa đối với địa giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn đối với thủy hỏa phong không thức giới chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa đối với vô minh chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thù, hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng khỏi ý tưởng chẳng nghĩ bàn thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn hết quyển thứ ba trăm